Mọi người có đoán được hôm nay em mang đến cho mọi người một điều gì không? Nếu như mà không biết, hãy cùng theo dõi đến cuối video này nhé. Đặc biệt là những ai đang gặp tình trạng thiếu ngủ, mất ngủ triền miên, thường xuyên phải thức khuya này, đang gặp căng thẳng, mệt mỏi, stress trong công việc thì càng không nên bỏ lỡ video này nhá. Ok, let's go vào việc nào. Chỉ với 99.000 còn không bằng hai cốc trà sữa nha. Chúng ta đã có ngay một gói trà thảo
mọi người